Từ cổ chí kim, tôi chưa từng thấy một anh chàng nào ngủ nhiều như anh chàng này. Đang ăn anh ta cũng ngủ, đi ẻ anh ta cũng chẳng tha. Ông bà già cãi nhau rung cả nhà anh ta vẫn nướng, thậm chí tạt nước anh ta cũng chẳng xi nhê. Nhìn mặt thì ngu ngu nhưng ấy thế mà lại là một kỳ tài hiếm có. Ăn thì như thánh gióng, chạy thì thuộc loại siêu nhanh chẳng khác gì công nông xuống dốc không phanh. Sức của một mình anh ta cũng bằng cả làng gộp lại. Mình đồng họa mi sát, mấy thằng cháu chát xã hội đen động vào cũng chẳng khác gì mỗi đốt hồng phi. Chỉ một phát vả là đi tới trúc thình kinh, cả băng đàn định úp giọt nhưng anh ta cũng đều cân tất. Tuy nhiên để giải cứu thế giới, kẻ thù lớn nhất của cuộc đời anh ta lại chính là người anh em cùng cha khác ông cố nội. Vậy anh chàng đó là ai? Chuyện gì đã xảy ra mà anh ta lại lên cơn điên đến thế? Thì mời các bạn đón xem một siêu phẩm hài cười sái quay hàm đang chiếu rạp của Hàn Quốc năm 2023 mang tên Đầu gấu đụng đầu đất nha. Tại một khu rừng phía nam của Hàn Quốc có hai chú gấu con vô cùng đáng yêu. Hàng ngày bọn chúng nô đùa và thân nhau như hình với bóng. Nhận ra đây là một loài gấu lạ chẳng giống một ai nên ông chú tóc dài của Viện Nghiên cứu Quốc gia đã gắn camera theo dõi. Bỗng dưng vào một ngày nọ, không hiểu hai ông cãnh rủ nhau đi trốn kiểu gì mà lại mất hút con mợ hàng lươn. Ngay lập tức, ông chú tóc dài lên đường đi tìm hai ông cháu. Cũng may là chúng đã được gắn định vị nên với thiết bị tự chế tối tân nên ông đã tìm ra ngay được vị trí. Vào một hang động tối om, gấu con thì chẳng thấy đâu mà gấu chó lại bất thình lình xuất hiện. Thì ra bà ta tưởng ông chú tóc dài đi hú hí với con mái nào trong rừng nên liền bám đuôi. Bỗng dưng một tiếng động lạ phát ra, tưởng rằng quái vật nhưng ai dè lại là một em bé. Không biết con cái nhà ai nhưng trên tay lại gắn thiết bị định vị mà tiến sĩ tóc dài đã gắn cho hai chú gấu. Thì ra truyền thuyết kể rằng cứ 1.000 năm cặp đôi Dương Quá và chị Hằng lại từ trên trời thả xuống hai con pet, chỉ cần bọn chúng ăn đủ 100 củ tỏi thì sẽ được tiến hóa thành người, ăn càng nhiều thì tuổi thọ sẽ lại càng cao. Bảo sao khi đi vào trong hang, ông chú thấy dưới sàn lại toàn là tỏi. Ngay lập tức, hai vợ chồng tốt bụng đã mang đứa bé về nuôi và đặt tên cho là Đầu Đất. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngoảnh đi ngoảnh lại đã ngoài đôi mươi, cậu bé ngày nào nay đã trở thành một thanh niên cường tráng, nhìn mặt có hơi nhầu như quả bầu nhưng thực ra lại là trai trẻ. Mặc dù đã là con người nhưng Đầu Đất vẫn giữ nguyên bản chất của loài gấu và đặc biệt là thuộc tính ngủ đông. Không cần biết đúng hay sai và chẳng quan tâm đến một ai, cứ ăn no là anh lại nằm lăn ra ngủ. Ban đêm không đủ thì anh ta lại tranh thủ ngủ cả ban ngày, ăn thì như phá mà, chả món gì mà chỉ thích ngủ nướng từ mùng 1 cho đến ngày rằm. Để con trai cai được thói quen này, mẹ nuôi đã thường xuyên tạt cho anh những gáo nước lạnh vào đầu. Dần dần chỉ cần nghe thấy tiếng nước chảy là Đầu Đất đã tỉnh như sáo sậu. Xuất thân từ loài gấu nên anh còn có thể dễ dàng bắt cá hai tay, tai thì siêu thính, chạy thì siêu nhanh không khác gì xe tăng xuống dốc không phanh. Không những thế, Đầu Đất còn vô cùng khỏe, nhấc nhẹ một cái đã bằng sức mạnh của cả chục người. Chàng nở nụ cười nhưng anh có thể đá văng thằng bạn thân bay ra 30 mét. Bên cạnh đó, ngoài đôi tay siêu thính thì Đầu Đất còn có mũi siêu tinh giúp anh đánh hơi giỏi hơn cả cảnh khuyển. Chính vì thế anh đã được tuyển thẳng vào đội tuần tra cảnh sát giao thông của thành phố. Bất kể đàn ông hay là đàn bà, người già hay là trẻ nhỏ, chỉ cần ngửi qua Đầu Đất không những biết được chính xác nồng độ cồn của tài xế là bao nhiêu mà còn hiểu rõ họ đã ăn món gì. Anh này vừa ăn 2 bát tiết canh kèm theo 15 chai bia Sài Gòn cổ rụt, nồng độ cồn còn chưa tụt nên xin mời anh về đồn uống nước chè cho mát ruột. Không chỉ là một con át chủ bài của đội cảnh sát luôn được cấp trên tin yêu và đồng đội kính mến, Đầu Đất còn là niềm tự hào của gia đình khi khoác lên mình bộ cảnh phục đầy sao. Ấy thế mà vào một ngày nọ, khi anh từ thành phố trở về thăm thầy U thì tình cờ bất ngờ nghe được một tin. Ông bố alo điện thoại nói chuyện với viện trưởng rằng tuổi thọ trung bình của loài gấu chỉ tới 25 tuổi, thằng Đầu Đất nhà tôi chắc chỉ còn 3 năm nữa, xin ông đừng tiết lộ điều này với ai. Nghe được tin như sét đánh bên tai, Đầu Đất dường như chết lặng. Anh không tin vào mắt mình vì bất thình lình tự dưng lại phải rời xa thế giới. Anh không sợ chết mà điều anh sợ đó chính là kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, người từng nuôi dưỡng anh mà chưa từng được một ngày nào thằng con báo hiếu. Đầu Đất lặng lẽ quay đầu rời đi, buồn như con chuồn chuồn và chán hơn cả con rắn. Anh quyết định từ bỏ nghề cảnh sát để về quê nuôi cá và chăm cha mẹ già trong khoảng thời gian 3 năm còn lại. Mặc dù biết ai cũng buồn vì điều đó nhưng anh chỉ muốn dành những giây phút cuối đời bên cạnh người mình yêu thương mà thôi. Sau khi giải ngũ về quê, Đầu Đất đi làm thuê trong một cửa hàng tạp hóa. Với thính giác và khứu giác nhạy bén của mình, anh chỉ việc ngồi ngoài cửa đánh hơi để phát hiện ra những kẻ lừa đảo. Thì ra bọn trẻ trâu chưa đủ tuổi vị thành niên mà đã đua đòi hút thuốc và uống vitamin hung hăng. Như mấy thằng choi choi này đòi đóng giả là kỹ sư xây dựng nhưng Đầu Đất đã biết tổng là chưa đến tuổi 15, phải thưa đòi che mắt thành nên bọn chúng đành phải đánh bài chuồn. Từ đây, Đầu Đất có thêm một người bạn, đó chính là anh chàng Đông Cu. Không chỉ là nhân viên bán hàng mà anh ta còn là một YouTuber nổi tiếng. Từ đám cưới đám ma cho đến là nhà bốc mả, cứ xảy ra chuyện gì là Đông Cu lại có mặt để live stream. Từ ngày tìm được một thằng bạn thân như Đầu Đất, hai người rất thích cùng nhau lên sóng truyền hình của kênh Óc Chó TV. Đi đâu cũng như hình với bóng nhưng hễ đóng máy là lại như chó với mèo. Bên cạnh đó, Đầu Đất còn nói chuyện được với bầy heo, bọn này mang kiếp lợn rừng nhưng lại thích làm đỗ báo làng báo xóm. Nửa đêm lặng lẽ, chúng đã lẻn vào nhà dân chén hết hoa màu củ cải. Cảnh sát địa phương đến để giải quyết nhưng cũng phải bó tay chấm com. Thấy bọn chúng báo quá trời báo, mấy ông lão đành nói rằng sẽ chi tiền để xây dựng tường bao. Cha nuôi của Đầu Đất thấy vậy thì liền chốt kéo cho thằng con trai. Quả là không có sai, Đầu Đất nói vài lời là lũ lợn báo thủ này gật đầu như bổ củi nghe theo. Lũ heo chúng mày mà còn đến đây ăn cắp là anh sẽ xin tí huyết về đánh tiết canh, không nhanh biển đi là tao cho lên thớt cho bớt chật rừng. Ấy thế mà từng con nghe theo răm rắp đành phải cắp đít rời đi, kinh ba đời không dám bến mảng đến nữa. Đã thế còn không quên quay lại cúi đầu chào vô cùng lễ phép. Cuộc sống yên bình của Đầu Đất cứ thế trôi qua, nhưng anh không biết là mình còn một người anh em cùng cha khác ông cố ngoại.
Chú gấu con năm xưa cùng ăn chung hang ế chung hố với đầu đất cũng đã tiến hóa thành người. Một thằng cờ hó vác khẩu sóc lọ cùng lũ chó săn đi vào rừng thì bỗng dưng phát hiện ra cậu bé. Dù là một đứa trẻ sơ sinh nhưng không một chiến binh vitamin go go nào của Hàn dám bén mảng lại gần. Biết rằng cậu nhóc là một kỳ tài hiếm gặp, Hàn ta đã mang về nhà nhận làm con nuôi và đặt tên cho cậu là Đầu Gấu. Tuy nhiên thằng cờ hó này làm việc đó không phải vì tình thương mà là để lợi dụng sức mạnh của Đầu Gấu cho những việc làm phi pháp của mình. Hàn ta tên là Chim Đăng Sun, chủ tịch của một tập đoàn dược phẩm nổi tiếng. Tuy nhiên núp dưới vỏ bọc điều chế thuốc để cứu người thì hắn ta lại chuyên buôn cần sa và bán ma túy đá. Nói thì bảo nói quá chứ số thuốc phiện mà hắn bán ra cho mấy thằng nghiện cũng đủ để kết tội cả họ Chu Di cửu tập. Biết Đầu Gấu có bản năng phi thường, hắn ta đã huấn luyện anh bằng mọi cách khác nhau để trở thành một sát thủ. Để kiểm soát Đầu Gấu, sau khi cho người đánh anh nhử tử thì hắn lại tới gần rồi mấp máy mồm đọc hai con số 99 như một ký hiệu ăn sâu vào tiềm thức. Kể từ đó, Đầu Gấu chỉ cần nghe thấy hiệu lệnh này là lại dần mình sợ hãi và nghe theo bố nuôi. Không những thế, thằng cha Chim Đăng Sun này còn tự vót cho anh một con dao găm bằng gỗ, bởi lẽ nếu dùng hàng thật thì Đầu Gấu sẽ lấy mạng mọi người như chơi và kéo theo rất nhiều rắc rối. Cùng chung một hoàn cảnh nhưng Đầu Gấu và Đầu Đất lại mang hai số phận khác nhau, trong khi Đầu Gấu phải vào sinh ra tử đổ máu cho ông bố khốn nạn thì Đầu Đất vẫn đang hết sức bình yên. Tuy rằng cuộc sống có nghèo và khán giả thường xuyên chê mặt mày bèo nhèo nhầu nhĩ, nhưng anh vẫn luôn ngập tràn hạnh phúc. Và một ngày nọ, khi Đầu Đất đang ở cửa hàng xúc miệng bữa sáng bằng một bát mì tôm thì bỗng dưng đứng hình mất 5 giây. Người vừa vào đây không ai khác đó chính là cô nàng Sarang-hae, bạn thân từng mặc chung một chiếc quần đùi mà lớn lên với anh chàng Đông-gu và cũng là đồng nghiệp năm xưa cùng làm ở sở cảnh sát với Đầu Đất. Bạn cũ không dù mà tới, ba thanh niên gương mẫu lập tức xét kèo đi uống rượu giải sầu, vô tình trở thành bạn thân. Họ không cho nhau được tiền nhưng lại liền cho nhau tình cảm. Mặc dù là phụ nữ nhưng cô nàng Sarang-hae lại có tính tình vô cùng phóng khoáng hơn cả đàn ông, uống rượu vào trông còn gấu hơn cả Đầu Đất. Tuy rằng họ vất vả nhưng cuộc sống lại tràn đầy niềm vui. Thì ra Sarang-hae quay trở về nơi đây để nhận công tác mới, đó là làm cảnh sát khu vực ở vùng nông thôn hẻo lánh này. Ngay ngày đầu nhận việc, cô nàng đã phải giải quyết một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là xử lý một tổ ong vò vẽ. Anh chàng Đông-gu cũng lập tức có mặt để live stream câu view tăng tương tác. Chuyên gia bắt ong thấy lũ này quá đông và hung hãn nên chưa kịp phóng hỏa đốt nhà thì đã vô tình gõ thủng một lỗ, khiến bọn chúng bực mình lao ra như là ong vỡ tổ. Người dân đều một phen vắt chân lên cổ chạy phọt cả dám ra quần để bảo toàn tính mạng. Đầu Đất đang cùng mẹ đi lang thang cách xa hàng ngàn cm nhưng vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu của mọi người. Ngay lập tức anh hùng ba chân bốn cẳng lao tới giải cứu mỹ nhân làm tung cả váy cô nàng bán hoa ven đường. Đúng là chú gấu và tổ ong không khác gì con cáo với chủ nho. Đầu Đất đã giải quyết chuyện này một cách nhẹ nhàng như đưa nàng đi ẻ. Bên này Đầu Đất thì hành hiệp trợ nghĩa nhưng người anh em Đầu Gấu ở phía bên kia thì lại chuẩn bị làm một việc ác. Ông bố xấu xa của anh có sở thích không làm mà đòi có ăn nên đã liền sai Đầu Gấu đi ăn cướp. Tại bến cảng này, băng đảng Lưỡi Diều đang chuẩn bị giao dịch ma túy với băng đảng Hội Tam Hoàng của tàu Khựa. Đầu Gấu một thân một mình đã ngồi như cờ hó xem tát ao ở gần đó để thừa lúc nước đục thả câu. Anh ta dùng kế bọ ngựa bát ve chim sẻ dính sau lưng để hành nghề hai ngón. Tiền trao thì chào mới múc, khi mấy anh pháp sư Trung Hoa đưa ra ba lô tiền toàn nhân dân tệ thì phía băng đảng Lưỡi Diều cũng đưa ra một vali hàng trắng. Cả hai giao dịch đầy tình cảm thì mấy khứa mao trạch tây lại nhổ một bãi nước bọt vào mặt thằng đại ca bên này, nhùng như con nùng nục, hắn ta liền ra lệnh cho đàn em vác diều ra chém bỏ mỡ mấy con vợ tàu Khựa này cho tao. Nhận thấy thời cơ đã đến, Đầu Gấu cầm dao găm bằng gỗ lao tới dạy dỗ cho mấy thằng này. Bác đảng Lưỡi Búa tưởng rằng có người chi viện nhưng ai dè lại bị Đầu Gấu đánh cho nhắc hết cả người. Quân ta hay quân mình cứ rình rình cắn trộm là anh lại cho dụng hết cả răng ăn cháo, lao nháo là chỉ có nhập viện chấn thương chỉnh hình. Được huấn luyện bài bản cộng với sức mạnh phi thường, một mình Đầu Gấu cân mấy chục thằng cũng dễ như cân đường hộp sữa. Lũ này sợ quá đành rủ nhau chơi trốn tìm để bảo toàn xương khớp. Đầu Gấu cứ thế hiên ngang xách hàng và tiền mang về cho bố. Tuy nhiên Đầu Gấu lại không biết được rằng cục phòng chống nghiện ngập quốc gia đã bắt tay vào điều tra ông già Chim Đăng Sun của hắn. Chùa chết thì trạng cũng phải băng hà, cha mà tử hình thì ông con cũng phải đi tù mọt gông. Đúng là cuộc sống thật là bất công, một người không biết gì như Đầu Gấu lại sắp rơi vào vòng lao lý. Không những buôn mai thúy, cục trưởng Kang Tae Sik còn điều tra ra được rằng thằng này đang cho người điều chế một loại virus có tên Corona, anh trai của virus Corona nên đáng sợ hơn rất nhiều lần. Một khi đã phát tán ra ngoài không khí thì người người phải chỉ có chết nhăn răng. Đồng thời Chim Đăng Sun cũng đã chế tạo ra một loại vaccine khiến cho người tiêm vào trở nên bất tử. Khi virus được phát tán thì hắn sẽ bán vaccine với giá trên trời và thu về lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên sau khi điều chế xong thì hắn ta đã xóa mọi dấu vết nên chưa có bằng chứng để kết tội. Hơn nữa, hắn có mối quan hệ mật thiết với nhiều quan chức cấp cao nên không thể nào bứt dây động rừng. Tình thế nguy cấp, ngay lập tức Bộ trưởng Bộ An Hại liền lệnh Cục trưởng Kang lập tức hành động điều tra tìm ra chứng cớ. Một tổ công tác liên ngành đã được thành lập mà chủ chốt là chị đẹp Giang Nara và mật vụ Bắc Trừng Ung. Sau khi trích xuất camera theo dõi ở bến cảng, chị đẹp đã phát hiện ra trong vụ ẩu đả có một gương mặt thân quen, đó chính là Đầu Gấu, con nuôi của tên trùm Chim Đăng Sun. Chỉ mặt đặt tên với những bằng chứng rõ ràng, cục trưởng nói rằng đây sẽ là một cơ hội bắt giữ thằng con để điều tra ra bằng chứng phạm tội của thằng bố, mau gửi hình ảnh cho tất cả các đơn vị để vây bắt thằng này. Ở phía bên kia, thằng bạn thân Đông-gu của Đầu Đất nói rằng vừa bốc bắt họ 400 triệu để donate cho tập đoàn Vinacon để đầu tư chứng khoán, nhưng ai dè lại dính ngay lừa đảo, vậy nên cậu hãy giúp tôi xử lý số nợ này được không?
Đầu đất thấy thằng bạn khóc lóc van xin thì cũng đáp rằng tôi chỉ có trên răng dưới 2 quả cà pháo thì cậu bảo tôi phải biết làm sao. Không sao, tôi đã có cách. Tưởng rằng Đông Cu sẽ nhờ sức mạnh của đầu đất để làm người phán xử dạy cho lũ Vinacon một bài đạo đức công dân, nhưng ai dè cậu ta lại dẫn anh tới một sòng bạc nhà cái đến từ châu Á. Cờ bạc là bác thằng bần, hơn nữa đầu đất từng là một cảnh sát nhân dân thì làm sao có thể bàn đứng danh dự. Anh định quay đít rời đi nhưng vì thương tình nên đành phải giúp. Với đôi tay siêu thính và đôi mắt siêu tinh, đầu gấu đã dễ dàng phát hiện ra trong chiếc chén nào có con xúc xắc và chỉ điểm cho người chơi phía dưới. Quả nhiên lão ta thắng được một mớ tiền nên liền cảm ơn hai người một sấp. Liều thì mới ăn nhiều, hai người lập tức dùng số tiền đó để tự mình đánh cược. Tuy nhiên khi nhà cái đảo những chiếc chén như giang lạc, đầu đất đang dùng tất cả các gia quan của mình để tìm ra vị trí có con xúc xắc bên trong thì bỗng phát hiện ra một mùi gì đó vô cùng quen thuộc. Đông Cu thì tưởng đó là mùi tiền vì họ sắp giàu to, nhưng ai dè lại là mùi đồng nghiệp cũ, đó là cảnh sát. Tất cả toán loạn bỏ chạy thoát thân. Đông Cu nhanh chân và có nhiều kinh nghiệm nên đã ra ngoài và tỉnh bơ giả vờ làm người dân đang đến xem công an phá án. Mấy ông cảnh sát địa phương lại tưởng chỉ huy là con bạc nên bắt nhầm mới cay, thích tao đổi việc hết chúng mày hay không. Đầu đất vốn tính thật thà nên liền lên xe nhận tội, trong khi thằng bạn thì kiếm được một sấp tiền vui như chúng lô xiên. Đúng là lộn cái bàn chứ nào có phải bạn thân. Trên xe, chỉ huy nhận được hình ảnh lệnh truy nã thì tá hỏa và há hốc mồm, tưởng rằng đầu đất chính là đầu gấu, con của tên trùm xã hội đen khét tiếng chim đang sun. Ngay lập tức đầu đất được bàn giao cho tổ trọng án của cục trưởng Cang. Tuy nhiên lúc này chị đề mật vụ Giang Nara đã điều tra ra thân phận thực sự của nghi phạm không phải là đầu gấu mà lại là đầu đất, người từng là cảnh sát thuộc lực lượng tuần tra giao thông của thành phố. Ban đầu cục trưởng định thả anh về nhưng lại bất ngờ nghĩ ra một diệu kế. Lập tức cục trưởng báo cáo kế hoạch tác chiến với các bộ trưởng rằng kẻ chúng ta đang truy nã tên là đầu gấu, con trai của tên trùm ma túy chim đang sun, còn đây là đầu bò, à nhầm đầu đất, người có ngoại hình giống hệt tên đầu gấu và từng là một sĩ quan cảnh sát nhưng đã xin nghỉ hưu non. Chúng ta sẽ âm thầm hoán đổi thân phận của họ, bắt giữ đầu gấu và cho đầu đất vào thế chân để làm nội gián. Đầu đất dưới danh nghĩa là con ông trùm sẽ bí mật điều tra thu thập chứng cứ phạm tội của chim đang sun rồi quăng lưới tóm gọn cả lũ. Nghe có vẻ xuôi tay, bộ trưởng lập tức đồng ý với kế hoạch đề ra. Đầu đất ở phía ngoài với đôi tay siêu thính đã nghe được mọi chuyện. Cục trưởng Cang đi vào đưa cho đầu đất một bộ hồ sơ và nói rằng tôi biết cậu từng mặc áo ngành, nếu như cậu tham gia với chúng tôi một nhiệm vụ thì khi xong việc chức vụ cảnh sát của cậu sẽ được phục hồi. Nghe được tin này, đầu đất vô cùng phân vân, nhớ lại chuyện cũ sau khi anh cởi bỏ bộ quân phục thì mẹ nuôi vô cùng đau xót, bởi lẽ bà luôn muốn anh nằm trong hàng ngũ của công an. Thời gian qua anh cũng đã ở bên cha mẹ nhưng đôi khi chứng kiến họ tiếc nuối thì lại cảm thấy không vui. Nhận thấy đây là một cơ hội tốt để mang lại niềm hạnh phúc cho bố mẹ trước khi ra đi theo tiếng gọi của ông bà dưới suối vàng, đầu đất lập tức đồng ý cả hai tay. Cục trưởng Cang ngạc nhiên vì mình còn chưa nói gì mà đầu đất đã gật đầu nên tức giận nói rằng thằng này, mày biết tao nói cái gì hay không, đừng có ăn cơm mèo nói leo các cụ, lệch sóng là tao tống cổ vào tù nghe chưa. Đầu đất cay cú đáp, làm nội gián chứ gì, bắt đầu đi còn chần chừ gì nữa. Cục trưởng Cang nghe xong thì cũng chỉ biết cạn lời mà không nói được câu gì. Ở quê thấy thằng con trai lên đồn uống nước chè mãi không quay lại thì cha mẹ nuôi ở nhà vô cùng lo lắng gọi điện khắp nơi. Đúng lúc này chị đẹp Giang Nara cùng anh chàng bác trưởng Ung tới nhà nói rằng đầu đất đã quay trở lại với ngành và đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật nên chưa thể về ngay. Nghe thấy con trai đã quay lại với nghề cảnh sát thì mama vui mừng khôn xiết. Ngay sau đó tổ trọng án đưa đầu đất đến một căn cứ bí mật. Để làm nội gián không bị lộ thân phận thì anh phải được huấn luyện để có tính cách và sự hiểu biết của một tên xã hội đen, đó chính là đầu gấu. Chị đẹp Giang Nara đưa cho anh một tập hồ sơ thông tin về băng đảng của tên trùm chim đang sun và nói rằng anh phải học thuộc hết chỗ này, hai ngày nữa chúng tôi sẽ quay lại kiểm tra. Tưởng rằng đầu đất từng là một cảnh sát thì chuyện này sẽ dễ như trở bàn tay. Anh ngồi xem camera thì anh đã nằm lăn ra ngủ. Có thực thì mới vực được đạo, vậy nên để có được sức ngủ tốt hơn thì đầu đất liền gọi đồ ăn để đánh chén no say. Mới qua 2 ngày mà đã toma hốc hết cả 1 tháng lương của cục trưởng. Ngày hôm sau, cục trưởng Cang hỏi ra mới biết đầu đất chưa học được một chữ nào, hỏi tên trùm cần theo dõi là ai anh cũng không hề hay biết. Thấy hối hận với quyết định của mình khi trọng dụng đầu đất, cục trưởng liền chút giận lên anh chàng bác trưởng Ung. Bất ngờ lúc này, chị đẹp Giang Nara vô tình xem được một clip trên mạng và phát hiện ra chủ nhân của kênh YouTube Óc Chó TV là bạn thân của đầu đất. Ngay lập tức Đông Cu được triệu hồn có mặt ở nơi này. Nghe thấy được gặp lại thằng bạn thân thì anh chàng vui mừng khôn xiết. Anh em kê khế gặp lại nhau sau bao ngày bị bắt giam thì còn gì vui hơn. Đông Cu cũng xin lỗi vì hôm đó lỡ chân chạy nhanh quá bỏ đầu đất ở lại chịu trận một mình. Đầu đất không trách mà bảo hãy giúp tôi học thuộc đống tài liệu kia đi. Quả nhiên có chút bạn bè nó khác bọt hẳn. Cục trưởng hỏi câu nào là đầu đất có thể sao luôn được câu đó. Anh đã ghi nhớ tất cả bằng một cách thần kỳ khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Thì ra Đông Cu đã viết thông tin tí hon lên ngón tay cái của mình và đầu đất đã dùng thị lực siêu phàm để đọc vanh vách. Nhưng thôi đầu xuôi thì đuôi lọt, có sức khỏe là có tất cả. Do đầu gấu từ bé tới giờ không hề đánh đấm nên anh chàng bác Trương Ung đã mời về một cao thủ võ lâm nhìn như ăn mày. Ngay lập tức đầu đất lao vào khổ luyện. Mặc dù xương anh rất cứng nhưng khi luyện thiết xa trưởng, não của đầu đất lại có vấn đề nên để tay quá lâu trong cát nóng dẫn đến chín luôn. Cục trưởng phát hiện ra quá trình đào tạo không cần khổ luyện công phu, hóa ra mới biết anh chàng Bắc Trưng Ung bắt theo chuyện Tiểu Lâm tự ý làm việc này nên liền bị dần cho một trận tới số. Cùng lúc đó ở phía bên kia, mọi người không hề hay biết tên trùng chi năng Sun đang chuẩn bị giao cho đầu gấu một nhiệm vụ mới. Thì ra lão ta điều chế ra được virus Corona và vaccine là nhờ vào việc ăn cắp. Năm xưa nhận thấy đầu gấu có năng lực siêu phàm nên hắn đã tiến hành đi điều tra lai lịch.
chim đang suôn tìm ra nhà của ông chú tóc dài. Không những biết được nguồn gốc của đầu gấu mà hắn còn vớ được một tệp công thức nghiên cứu virus corona của tiến sĩ nên đã nhảy về nhà làm của riêng của mình. Giờ đây hắn chuẩn bị tung ra thị trường, nhưng ông chú tóc dài sẽ nghiên cứu ra vaccine để cứu nhân loại thì kế hoạch của hắn sẽ chẳng kiếm được xu nào. Hắn muốn một mình hắn có vaccine thì mới độc quyền và trở thành tỷ phú. Vậy nên lập tức hắn đã sai đầu gấu đi sát hại tiến sĩ tóc dài và cũng chính là bố nuôi của đầu đất. Tới nơi, hắn ta đột nhập vào nhà bằng tuyệt kỹ leo bờ rào vượt tường bao vào trong phòng làm việc của ông chú tóc dài. Hắn vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy bức ảnh một người cảnh sát có ngoại hình giống hệt hắn ta. Chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì ông chú xuất hiện. Đầu gấu định rút dao gỗ ra xử luôn thì may mắn bà vợ có mặt giải vây. Hai người tưởng rằng thằng con quý tử lâu ngày trở lại thăm nhà. Đầu gấu thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đành phải xà vào mâm cơm để chờ cơ hội. Thấy con trai không nói nửa lời, mẹ nuôi của đầu đất xồn xồn lên liền bón cơm cho đầu gấu tới bến, chỉ sợ thằng con bị đói mà thôi. Đầu gấu là một kẻ từ bé tới lớn toàn ăn cơm chan nước mắt cùng với đòn roi, nay thấy sự ấm áp dù chỉ nhỏ nhoi của gia đình dành cho mình thì có chút yếu lòng. Đó là thứ tình cảm mà hắn chưa bao giờ có được nên đã liền đứng dậy từ bỏ nhiệm vụ sát hại hai ông bà già. Thực ra đầu gấu không phải hoàn toàn mất đi nhân tính, chẳng qua rơi vào tay thằng cha khốn nạn nên mới ra nông nỗi này mà thôi. Không bạn cũng chẳng bè, người quen duy nhất của hắn chỉ là một con mèo hoang ven đường. Ở phía bên kia, đầu đất vẫn đang trong quá trình huấn luyện thành xã hội đen. Để đạt được hiệu quả cao, Đông Cu đã tư vấn cho cục trưởng mời thêm cô nàng Sa đang hay ở quê lên cùng chiến đấu. Quả nhiên cô nàng có phương pháp riêng của mình nên sức mạnh của đầu đất đã tăng lên đáng kể. Để lập công chuộc tội, anh chàng mật vụ Bắc Trương Ung đã mời một tên côn đồ bụi đời chợ lớn về huấn luyện cho đầu đất có cử chỉ hành động giống với xã hội đen. Hắn ta nói rằng về bề ngoài quyết định 99% bạn có phải giang hồ hay không. Lúc nào ngực cũng phải tấn công, còn mông thì phải phòng thủ. Chồng phao câu ra phía sau kết hợp với các động tác như lắc cổ và khoe đồng hồ vàng chính hãng. Quần áo thì phải mặc hàng hiệu Gucci. Chân đi thì phải đá vòng sang hai bên sao cho thật khệnh khạng. Kết hợp tất cả các yếu tố này thì bạn gần như đã thành công. Bên cạnh đó, các đại ca xã hội đen rất thích một tay cầm ví khổng lồ, còn một tay còn lại là cốc cà phê đi trên hè phố. Lời nói phải thật trợ búa hùng hồn, phù mồm trợ mắt. Thằng chó ghẻ này, ông bể răng mày sao xả ớt bây giờ. Sau một màn huấn luyện tốn nửa lít nước bọt của gã côn đồ, chị đẹp Giang Nara xin lên làm mẫu. Mấy thằng chip hôi lôi thối lếch thếch này, thích chị mày mang đi thiến hay không? Cái thằng đầu bổ luống kia, óc lợn hay sao mà nhìn tao lại dám cười? Thấy chị đẹp nhập tâm không khác gì giang hồ chính cống, huấn luyện viên cũng đành cúp đôi bỏ chạy mà không dám lấy tiền công. Quả nhiên có chút huấn luyện vào nó khác bọt hẳn, đầu đất đã đổi sang một giao diện hoàn toàn mới. Hệ điều hành bên trong thì là Android nhưng bên ngoài đã là iOS ngầu lòi. Tuy nhiên cục trưởng nói lại có một vấn đề, đó là chưa ai tiếp xúc với đầu gấu nên không biết giọng điệu khi nói chuyện của hắn ta ra sao. Vậy nên ông đã mời một thằng bạn tù chung buồng với đầu gấu năm xưa tới đây để giúp sức. Hắn ta vừa nhìn thấy đầu đất thì cứ tưởng đại ca đầu gấu nên liền kính cẩn nghiêng mình đáp lễ. Tuy nhiên khi đầu đất chửi rằng, bạn nhìn cái gì, bạn chưa thấy ai đẹp trai như tôi bao giờ phải không? Tên tù nhân hỏi mọi người thằng đợt này là ai vậy hà, khiến cục trưởng suýt nữa thì tăng xong. Ở phía bên kia, đầu gấu đang chuẩn bị đến tập đoàn của ông Bô thì bất ngờ bị hội tam hoàng của tàu khựa cử người truy sát vì hôm trước dám cướp hàng của bọn chúng. Bọn này có đến tận 50 thằng chặn hai đầu lập tức xông vào không có đường lui. Tuy nhiên chúng nào có biết sức mạnh của đầu gấu kinh khủng ra sao, thân thủ nhanh như nước chảy mây bay, chỉ cần nhẹ tay là bọn chúng đã bó bầu dài ngày. Một thằng đến là một thằng ngục, hai thằng đến anh đạp chết cả hai. Cướp được con dao, đầu gấu bắt đầu đã khai sát giới, chém cho bọn này tới số thì mới thôi. Tên cao kiều đầu hói định xông vào thì bị anh xiên nát cả chú chim di. Thấy có ý nhau, cục tình báo đã phát hiện ra tung tích của đầu gấu, lập tức cục trưởng cho người bao vây tầng hầm, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Ấy vậy mà đầu gấu không hề run sợ mà vẫn cứ di chuyển. Một mật vụ liền bắn một mũi súng điện, tuy nhiên anh ta vẫn chẳng sao. Mũi thứ hai rồi lại mũi thứ ba, thứ tư rồi lại đến thứ năm. Lúc này đầu gấu mới ngất trên cánh quất tại trận. Người bình thường ăn một phát là hẹo 3 ngày, vì dính 5 phát nên đầu gấu hôn mê hơi sâu, dự đoán là vào khoảng 3 tháng sau mới tỉnh. Tưởng súng đều, Bắc Trương Ung liền thử một phát vào tay, ai dè lan quay ra sàn nhà. Đầu đất cũng đã bước vào những ngày huấn luyện cuối cùng trong chương trình đào tạo, anh cũng đã hiểu rõ được nhiệm vụ cần làm và sẵn sàng hành động. Bước ra trong bộ vest đen lịch lãm, chẳng ai có thể biết được đây là đầu gấu hay đầu đất. Bắc Trương Ung vui mừng ôm chị đề một cái thì ăn ngay năm ngón tay đi tìm má. Nhận được tin hôm nay tên chủng chim đang sun sẽ bay sang Trung Quốc để giao vali virus cho bọn khủng bố của bang đảng tập cận lòi, cục trưởng lập tức lệnh cho cả đội bắt đầu cải trang hành động. Đầu đất cũng đợi sẵn ngoài xe, thấy hắn ta xuất hiện thì sẽ nhập hội luôn vào ngay để làm nội gián. Trong bệnh viện, đầu gấu tưởng rằng sẽ ngất 3 tháng, ai dè mới được 3 ngày đã bất ngờ tỉnh dậy. Anh ta nhẹ nhàng bẻ còng tay sau đó quay về bang hội. Cục trưởng nhận được tin này thì vô cùng lo sợ, giờ mà cả đầu đất và đầu gấu đều xuất hiện trước mặt chim đang sun thì kế hoạch sẽ bị lộ. Ông báo cáo bộ trưởng tính mạng của đầu đất sẽ gặp nguy hiểm, tuy nhiên bộ trưởng lại nhận tâm ra lệnh vẫn thực hiện theo kế hoạch bình thường. Lúc này, chim đang sun cùng đồng bọn đã tới sân bay, đột nhiên hắn ta nhận được một tin nào đó thì liền đổi ý quay đầu đi nơi khác. Đầu đất nhìn thấy thằng này thì không nhập hội mà lại sợ vãi đái nên chui tọt vào xe, lập tức tất cả đuổi theo, tình thế nguy cấp nếu không đuổi gấp thì sẽ bị cắt đuôi. Ấy vậy mà đầu đất tuân thủ luật lệ giao thông nên chạy với tốc độ 40 km/h như rùa bò. Đã thế
anh còn dừng đèn đỏ mấy chất chơi người rơi khiến cô nàng Sarang-hae sa mạc lời. Nếu cứ thế này thì đến một quýt năm sau cũng không đuổi kịp tên trùng Chin Nang-sun, vậy nên việc này phải để chị mày cầm lái, chú em cứ ngồi sang một bên xem thế nào là dân tổ. Ở phía bên kia, một xe cảnh sát cũng đã bám được đuôi, ấy vậy mà thấy mấy anh cảnh đánh võng thì bọn chúng liền chặn đầu để dạy cho một bài học cũng như tạo điều kiện cho ông trùng chạy thoát, tưởng rằng đã bị mất dấu và rơi vào tuyệt vọng. Ai ngờ vị cứu tinh lúc này lại chính là anh chàng YouTuber đang cho Flycam đuổi theo. Không những thế, Đông Cu còn phát trực tiếp trên kênh óc chó TV của mình với tiêu đề giật tít là cùng nhau bắt tội phạm với mật vụ quốc gia. Tuy nhiên bỗng dưng tín hiệu lại bị mất vì khoảng cách giữa máy bay với điều khiển quá xa. May thay một fan bê tông của anh đang xem chương trình liền lao tới và cho đi nhờ xe. Mọi người xem được video livestream của Đông Cu thì lập tức xác định được vị trí rồi tăng ga đá số đuổi theo. Trong sự nghiệp làn giang hồ của tên trùm Chin Nang-sun, chắc chẳng bao giờ ngờ tới lại có ngày bị theo dõi bằng một chiếc máy bay vô hình. Thì ra hắn ta nhận được tin sẽ bị vây bắt ở sân bay nên liền quay xe chuyển qua đường thủy để tới Trung Quốc. Đã thế còn nhảy chân sáo vì cứ ngỡ đã đánh lừa được cảnh sát thành công. Anh chàng Đông Cu cùng fan cứng của mình cũng đã tới nơi. Trong lúc bọn chúng đang đợi thuyền tới đón thì anh ở ngoài gọi điện báo cho mọi người còn nhờ fan cứng đi vào quay hộ. Ai dè fan bê tông lại là kẻ cơ hội nên đã phát trực tiếp trên kênh đầu bò TV của mình để kêu gọi subscribe. Đầu đất cùng cô bạn Sarang-hae cũng đã có mặt tại bến cảng. Bằng quá mũi thính hơn cả cờ hóng nghiệp vụ, anh đã xác định được vị trí nhà kho tên trùm đang ẩn náu. Đầu đất xuất hiện bất thình lình với bản mặt lạnh tanh khiến cho Đông Cu tụt cả huyết áp tưởng là đầu gấu. Lúc này anh mới nở nụ cười rồi cả ba cùng nhau bàn kế. Đông Cu phát hiện ra kênh của mình đã mất tín hiệu thì liền vào dạy cho tên fan cứng một bài học, sau đó cướp lại máy quay để hành nghề. Ấy thế mà đã hơn 1 triệu mắt xem khiến anh vô cùng hào hứng. Đầu đất nghe theo lời cô bạn thân lấy hết can đảm để vào trong ra mắt bố nuôi. Đang ngơ ngơ như bò đội nón thì hắn lập tức gọi anh lại để hỏi thăm sức khỏe. Tưởng rằng mọi chuyện suôn sẻ và hắn ta không phát hiện ra anh là hàng fake, ấy thế mà đang nghi hơn cả Lộ Chí Thâm liền mất máy mồm đọc ra hiệu lệnh 99 để kiểm tra. Đầu đất chẳng hiểu cái chết thiệt gì nên nghe thấy 99 anh liền đáp lại 81 như bằng cửu trương. Biết rằng có gì đó sai sai, hắn nhớ lại năm xưa khi đột nhập vào nhà của tiến sĩ tóc dài thì đã phát hiện ra một đứa trẻ giống hệt con mình. Hiểu ra thằng này là giả mạo nên Chim Đang Sun liền ra lệnh cho đàn em tấn công. Một thằng ra sức đi đường quyền nhưng anh chẳng si nhê, cứ như mỗi đốt lòng bàn anh vào một phát thì mặt thằng này quay như đĩa hát. Tuy rằng một mình chưa bao giờ đối đầu với đám đông đến thế, nhưng với sức mạnh của loài gấu cũng như những miếng vỏ ếch vỏ hoa mướp mà cô nàng Sarang-hae đã truyền cho lúc trước, đầu đất chỉ cần vả thằng nào là y như rằng nhập quan thằng đó. Cô nàng Sarang-hae còn tắt đèn của Ngô Tất Tố cho đầu đất tiện về tấn công. Với những giác quan phát triển nhạy bén nên trong bóng tối sẽ là một lợi thế rất lớn cho anh. Chỉ 1 phút 30 giây, 50 thằng đã phải ngất ngây con gà tây, nhưng tên trùm cờ hó cũng đã cao chạy xa bay. Ở quê, phụ mẫu của đầu đất thấy anh bỏ nhà ra đi nửa tháng không về thì vô cùng lo lắng. Xem được video phát trực tiếp của Đông Cu thì đã phát hiện ra con mình. Cục trưởng cùng các mật vụ khác trong tổ trọng án cũng đã tới nơi nhưng chỉ còn đúng cái nịt. May mắn Chim Nang-sun chuẩn bị lên chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu thì đầu đất đuổi tới. Không ngờ đầu gấu cũng có mặt góp vui khiến anh chàng Đông Cu ở phía trên cũng chẳng phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng pha kê. Cha mẹ của đầu đất cũng đã tới, Đông Cu liền bắn pháo sáng trên thuyền để chỉ điểm. Tất cả cũng đã bị bao vây, tuy nhiên thằng cờ hó lại không hề sợ mà giơ chiếc vali có chứa quả bom và virus corona lên để đe dọa. Ai xông đến thì hắn sẽ cho nổ tung, biến nơi này thành mổ chuông tập thể. Hắn nói rằng đã đến lúc con trả ơn nuôi dưỡng của ta, sau đó giao chiếc vali này cho đầu gấu ở lại xử đẹp mọi người, còn hắn lên thuyền cầm theo công thức xăng tàu khựa điều chế virus sau. Thấy vậy, đầu đất lập tức xông lên, hai anh em bắt đầu trau dồi võ thuật lao vào giao chiến. Tuy nhiên đầu gấu với kinh nghiệm được tôi luyện qua bao trận đánh nên rõ ràng đầu đất không phải đối thủ của anh ta. Đã thấy đầu gấu còn rút dao gỗ ra để phanh thây xẻo thịt đánh cho đầu đất không kịp trở tay, lập tức đã giành được thế thượng phong. Đầu gấu định kết liễu người anh em thì cha mẹ nuôi xuất hiện lên tiếng kêu la. Đầu gấu nhận ra đây chính là hai người đã từng bón cơm và coi mình như con ruột thì liền bị phân tâm. Nhân cơ hội này, đầu đất phản công quật ngã rồi sút vào mõm đầy đau đớn cho hắn nằm vật ra như thằng chết trôi. Tuy nhiên sau khi Chim Đang Sun cao chạy xa bay, hắn ta đã tiện tay ấn nút điều khiển kích hoạt quả bom. Đầu gấu tỉnh lại nhưng nhìn thấy ông Bo mà rớt nước mắt, người đã cho anh ta những cảm nhận mà từ trước tới nay anh chưa bao giờ có được. Nhưng việc cần kíp lúc này là ngăn cản quả bom, chứ không nó mà nổ thì toàn thành phố này đều chung một ngày rỗ. May thay cha đẻ của nó chính là ông chú tóc dài, ông nói rằng chỉ cần ném xuống biển sâu thì dưới áp suất cao virus sẽ oẳng hết. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì chiếc vali đã biến mất. Đầu đất xin lỗi bố mẹ đã không báo hiếu được hai người, con yêu bố mẹ, điều mà 25 năm qua con chưa dám nói. Bố bảo tuổi thọ của con chỉ có 25 tuổi, vậy nên hôm nay con muốn làm một điều ý nghĩa cho đất nước. Nói xong anh cúi đầu chào mọi người rồi lao xuống biển, kéo vali virus xuống dưới thật sâu. Nhưng khi tới gần đấy thì bỗng dưng đầu gấu lại xuất hiện. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau mà không chớp mắt và nhớ về những ngày tháng rong chơi khắp trốn. Họ đã nhận ra nhau là anh em. Hơn nữa đầu gấu rất yêu cha mẹ của đầu đất, không muốn họ phải đau buồn nên muốn anh quay trở lại báo hiếu họ dù chỉ một ngày. Đầu gấu giành lấy chiếc vali rồi lặn sâu xuống đáy biển. Mọi chuyện kết thúc ở đây, đầu đất quay trở về nên cha mẹ của anh đã làm cỗ ăn mừng. Hơn nữa giờ đây anh đã quay lại là sĩ quan cảnh sát cực ngầu. Anh cúi đầu cảm ơn cha mẹ trong niềm vui bất tận. Cục trưởng cùng tổ trọng án cũng đến chung vui và chị đẹp đã chấp nhận tình cảm của bác chúng ung. Tuy nhiên một điều vui hơn cả đó là năm xưa đầu đất đã hiểu lầm lời nói của cha mình. Khi đó ông nói với viện trưởng rằng tuổi thọ trung bình của loài gấu chỉ tới 25 tuổi, thằng đầu đất nhà tôi chắc chỉ còn 3 năm nữa là sẽ chuyển sang loài người. Lúc đó nó có thể lấy vợ sinh con để giòn giòn ra được một đội bóng đi thi đấu SEA Games. Bên cạnh đó, người anh em đầu gấu sau khi ung bom cảm tử may mắn đã không bị virus làm chết mà chỉ bị thương nhẹ do anh lặn được rất sâu. Cha mẹ của đầu đất cũng đã nhận anh ta làm con nuôi và gia đình bốn người đoàn tụ trong niềm vui và hạnh phúc.
Qua bộ phim cho chúng ta thấy, tình cảm gia đình luôn là một điều thiêng liêng nhất, thứ quý giá nhất của cuộc đời, đó chính là cha mẹ vẫn mạnh khỏe kề bên. Bạn đã bao giờ nói con yêu bố mẹ hay chưa? Hãy thực hiện ngay khi còn có thể. Câu chuyện đến đây là hết. Anh em mua khẩu trang 5D siêu xịn sò và siêu rẻ, chỉ 99k một thùng 100 chiếc mà còn bao ship toàn quốc đi nào. Nhận hàng kiểm tra xong mới trả tiền. Liên hệ Zalo hoặc gọi số 098-194-1996 để đặt hàng cho mọt có tiền mua tí rau tí bún để có sức làm review nha. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Tên phim mình để ở đầu mô tả để các bạn có thể lên Google tìm kiếm xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you, Pak Pak. Bye bye.